Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Vi Dung. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiết trời thu Hà Nội mát mẻ và trong lành hơn khi đón gió mùa Đông Bắc, nhưng đêm nay các tỉnh vùng núi Bắc Bộ cho đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa to và rải rác có dông. Nổ lớn ở ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội khiến một người chết, hai người bị thương. Nghi do mâu thuẫn cá nhân, có đối tượng đặt mình tự tạo để trả thù. Nhiều người mộng tưởng trúng thưởng đã mất tiền thật khi nhiều đối tượng lừa đảo lập ra trang web ảo rồi gửi tin nhắn trúng thưởng đến người sử dụng mạng xã hội. Trong phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út hơn 100 người thiệt mạng và 230 người khác bị thương khi cần cầu lớn đổ sập vào Đại Thánh Đường Mecca do bão cát, mưa lớn và gió mạnh. Người dân tị nạn đang khổ sở trên đường tới châu Âu vẫn lạc quan tìm tới âm nhạc để nâng cao tinh thần hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, sau những ngày nắng nhẹ thì đến hôm nay tiết trời ở Bắc Bộ đã có những chuyển biến rõ rệt khi một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về nước ta. Đây là đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên trong mùa lạnh năm 2015-2016. Như Hà Nội, đi cùng là những cơn gió thổi nhẹ, không khí đã trở nên tươi mát và trong lành hơn. Sau một cơn mưa rào nhẹ rải rác, báo hiệu sự tràn về của đợt gió mùa Đông Bắc vào chiều nay, thì thủ đô Hà Nội nhanh chóng khô ráo trở lại như vào buổi sáng. Hà Nội như đang chuyển mình trong những ngày giữa thu và người dân cũng trở nên vui vẻ và phấn chấn hơn hẳn. Mùa thu mà nó xuống thì cũng mát mẻ đúng không? Tạo điều kiện cho thiên nhiên và con người đều dễ chịu đúng không? Đấy, công việc lao động thì nói chung là anh em cũng thấy cảm thấy nó đỡ vất vả hơn chút. Hôm nay thì chị thấy thời tiết đẹp đúng không? Thích hợp để mà đi chơi. Hôm nay bạn chị ở trong Sài Gòn ra, chị dẫn bạn chị đi xung quanh thì thời tiết hôm nay cực kỳ là thích hợp để mà đi lượn vòng vòng xung quanh Hà Nội. Phải từ đêm nay khi Hà Nội nằm trọn trong khối không khí lạnh. Về sáng thì mưa sẽ giảm dần và trời chuyển sang trạng thái khô ráo, nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đây là đợt gió mùa đầu tiên của mùa đông năm 2015. Thì theo đánh giá của chúng tôi, đây là đợt tương đối sớm, diễn ra vào khoảng giữa tháng 9. Thông thường thì là các đợt không khí lạnh đầu mùa ấy thường bắt đầu từ khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Tuy nhiên trong năm nay thì nó do biến đổi khí hậu nên là cái không đến sớm. Mặc dù đến sớm hơn mọi năm, song cường độ của đợt lạnh đầu tiên lại khá mạnh nên trời sẽ se se lạnh trong đêm nay. Cũng theo các chuyên gia khí tượng, do hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nên mùa đông năm nay được đánh giá là mùa đông ấm và ít rét. Các đợt rét đậm rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng từ 4 đến 7 ngày. Hiện có một vùng áp thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực giữa Biển Đông và gây ra tình trạng biển động tại đây. Theo các chuyên gia khí tượng, nhiều khả năng vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới và bắt đầu ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh miền Trung. Cụ thể, từ ngày mai 13 tháng 9, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và nhiều khả năng đến ngày 14, ngày 15 tháng 9 sẽ mạnh lên thành bão cấp 8, cấp 9, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Do kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm nay ngày 12 tháng 9, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Sau đó mưa sẽ lan dần xuống các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên. Đợt mưa này khả năng kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi ở mức 400mm, nên lũ trên các sông sẽ xuất hiện gây ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên. Tiếp tục thông tin về vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày hôm qua 11 tháng 9 tại ngôi nhà số 23 ngách 64 ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến cho một người đàn ông tử vong ngay tại chỗ, hai người bị thương hiện đang phải nằm viện điều trị. Đến ngày hôm nay thì vụ việc mới chỉ được xác định là do mâu thuẫn cá nhân và cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội chưa có quyết định khởi tố vụ án. Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, khi hai người đi qua cửa số nhà 23 thì xảy ra một tiếng nổ lớn. Do sức ép lớn từ vụ nổ, người đàn ông đi bộ bị hất văng lên và tử vong tại chỗ. Nạn nhân bị tử vong là ông Nguyễn Quốc Đạt, sinh năm 1956. Còn người thanh niên đi xe máy bị văng ra xa là anh Nguyễn Anh Lâm, sinh năm 1996.
Anh Lâm bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức ngay sau đó. Vụ nổ đã khiến cho ngôi nhà của ông Phạm Gia Trường, trú tại số 23/64 ngõ Thông Phong, bị hư hỏng nặng, cửa tầng 1 bị vỡ tung tóe, nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị phá tan nát. Con gái ông Trường là chị Phạm Thị Phương, sinh năm 1977, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn. Những người chứng kiến vụ việc đã không khỏi rùng mình. Hai vợ chồng đang ăn cơm, bỗng có hai tiếng nổ khủng khiếp. Thế nhà cửa khói mịt mù. Thế rồi đồ đạc nó đổ nát rồi nó bắn lung tung hết cả. Thế xong rồi tôi mới đưa nhà tôi lên trên sân để cho nó dễ thở. Thì tôi đang đứng ở trong này thì xem là bánh trung thu. Thế thì tôi nghe thấy tiếng cái nổ nó choáng một cái, thế là tôi mới nổ cái thế to, thế tôi mới đi ra ngoài đường và tôi ra luôn, tôi xác định như thế thì tôi nhìn thấy khói nó mù mịt ấy ở trong cái khu nổ ấy ra, nhưng mà cũng không có người qua lại. Trao đổi với phóng viên VTC14, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, khi lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt thì không thấy có dấu hiệu nổ bình ga hay chập điện. Cơ quan điều tra vẫn phong tỏa hiện trường, mặc dù xác định đây là một vụ cố tình gây nổ vì mâu thuẫn tư thù, song đến thời điểm này, cơ quan công an chưa quyết định khởi tố vụ án. Trao đổi với Bệnh viện Sanh Pôn và Bệnh viện Việt Đức, vào chiều nay thì nạn nhân bị thương là chị Phạm Thị Phương và anh Nguyễn Anh Lâm hiện đã tỉnh táo hơn. Mười tám trường hợp đã tử vong không phải là con số cuối cùng về tình hình dịch bệnh này ở thời điểm hiện tại, vì theo chu kỳ năm nay là năm dịch sốt xuất huyết sẽ bùng phát mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù không nằm trong danh sách các tỉnh phía Nam được báo động đỏ về tình trạng lây nhiễm dịch sốt xuất huyết, nhưng Đắk Lắk lại là địa phương đang có số người mắc bệnh tăng lên nhanh bất thường so với nhiều địa phương khác. Gia đình ông Chuẩn ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Ma Ga, nằm lọt thỏm giữa dãy cà phê. Xung quanh đây, cây cối ung tùm, không ít thùng phi và vại chứa nước. Đây chính là điều kiện thuận lợi để muỗi và loang quăng sinh sôi phát triển. Thông tin nó đầy đủ trong này. Không có loang quăng thì không có... Vườn rậm thì nó phải có muỗi thôi, không? Chứ bây giờ là biết làm sao mà mình bây giờ đâu phải là mình xịt hết toàn bộ trong cái vườn này á, là mình chống hết cái toàn bộ cái con muỗi thì nó mới hết được cái lan quang. Chứ bây giờ ví dụ là nhà này rồi nhà bên cạnh nó vẫn là có lan quang phải không? Nó sẽ bay qua. Ở thị trấn Quảng Phú này, nhà nhôm Chuẩn thì có nhiều. Địa phương vốn đã có nhiều cây từ những dãy trồng cà phê, cộng thêm chủ quan của người dân đã dẫn đến dịch sốt xuất huyết gia tăng nhanh hơn bao giờ hết. Ý thức của người dân trong cái việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng cũng đang còn rất là kém. Qua cái công tác kiểm tra giám sát thì thấy rằng là các cái tổ dân phố ở thị trấn Quảng Phú cũng chỉ là làm tự phát ở các hộ gia đình, chứ còn vấn đề mà tổng vệ sinh mà đồng loạt, gia quân đồng loạt thì chưa được. Hiện hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với tổng số hơn 450 ca, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao là tác nhân chính gây nên dịch sốt xuất huyết. Có thể nói là bây giờ thì số lượng bệnh vẫn còn. Tuy nhiên là so với lúc đầu chúng ta triển khai chiến dịch thì bệnh đã chững lại. Và với hy vọng là với cái cách triển khai như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế được và tiến tới chúng ta khống chế được dịch. Chúng tôi cũng đang làm rất quyết liệt đối với các địa bàn này để làm sao cố gắng để khống chế được dịch càng sớm càng tốt. Hiện Đắk Lắk có gần 200 ca bệnh mắc sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp nặng vẫn đang được điều trị. Và địa phương này có thể dẫn đầu về số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới. Còn theo thống kê của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số ca mắc sốt xuất huyết đến viện này khám cũng đang tăng mạnh khi mà trong tháng 7 chỉ có 93 ca nhập viện theo dõi, thì đến tháng 8 con số này đã tăng lên là 188 ca. Còn từ đầu tháng 9 đến nay thì mới được 12 ngày thì đã có 130 ca nhập viện. Tính đến hết ngày hôm nay,
Khoa virus ký sinh trùng đã dành 80% số giường bệnh để điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết, nhưng không thể tránh khỏi tình trạng nằm ghép 2-3 người bệnh một giường. Mỗi ngày có trung bình 15 bệnh nhân nặng phải nhập viện theo dõi, trong khi số bệnh nhân cũ chưa kịp ra. Hầu hết bệnh nhân nhập viện sống tại các khu vực nóng của dịch sốt xuất huyết của Hà Nội như quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hai Bà Trưng. Các ca mắc sốt xuất huyết chủ yếu là người lớn ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó bệnh nhân là thanh niên, nam giới rất nhiều. Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn của dịch nên số ca mắc chắc chắn sẽ tăng lên. Trong khi dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp và ở giai đoạn đỉnh dịch, thì tay chân miệng lại tiếp tục có chiều hướng gia tăng bất thường ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chuyên gia cảnh báo đây chưa phải là thời điểm đỉnh dịch của tay chân miệng, nhưng mà số ca mắc thì đã liên tục tăng trong mấy ngày trở lại đây. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 hiện đang có 56 bệnh nhi nằm tại khoa nhiễm, trong khi những tháng trước đó chỉ có 20-30 ca nằm viện một ngày. Do số bệnh nhi nằm viện nhiều nên đã xảy ra tình trạng nằm ghép. Như cách đây 2 tuần, số bệnh nhi nằm viện nhiều nhất chỉ 30-40 ca, nhưng từ tuần cuối tháng 8 đến nay, số ca bệnh tăng rất cao. Những ngày đầu tuần lên đến hơn 80 bệnh nhi nằm viện một ngày. Các bác sĩ tại đây cho biết số ca tay chân miệng tăng nhiều là do tới mùa của bệnh này và trẻ bắt đầu tập trung đi học, thời tiết thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển. Đỉnh điểm của bệnh là tháng 10, tháng 11 nên dự báo thời gian tới thì số trẻ mắc bệnh này nhập viện còn tăng cao. Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân Việt Nam tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật để nhằm tăng năng suất cây trồng và giảm phát thải nhà kính. Đây là thông tin được Judith Garber, quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề khoa học và môi trường quốc tế, cho biết sau chuyến đi gặp gỡ và nói chuyện với nhiều nông dân tại tỉnh Nam Định. Theo đó, thông qua các dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USA tại Việt Nam, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để cơ quan này duy trì nguồn vốn đầu tư cho nông dân Việt Nam ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới, trong đó chú trọng vào việc trồng lúa và trồng rừng, bảo vệ bờ biển. Có 4 tỉnh đồng bằng sông Hồng là Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình sẽ được thụ hưởng nguồn hỗ trợ này. Trong chuyến đi mới đây, bà Gaber đã gặp gỡ với nông dân tại tỉnh Nam Định, trao đổi về các phương thức trồng lúa, giảm phát thải nhà kính và thích ứng với khí hậu đang diễn biến phức tạp như thế nào. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần tập trung vào những điểm tích cực của các dự án hợp tác để hướng tới bảo vệ môi trường, sinh kế và sức khỏe cho cộng đồng, nhất là trong thời điểm hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập ngoại giao. Chương trình hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trị giá tới 40 triệu đô la Mỹ, còn kéo dài tới hết năm 2017. Ngoài ra, một chương trình khác cũng được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Việt Nam khởi động và sẽ kéo dài trong 3 năm, với mục tiêu thúc đẩy những thanh niên ở khu vực đồng bằng sông Hồng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu bằng những sáng kiến trong lao động sản xuất. Thời gian qua, người sử dụng các mạng xã hội liên tiếp nhận được các tin nhắn với nội dung đã trúng thưởng trong chương trình bốc thăm may mắn, với những phần thưởng có giá trị lên tới cả 100 triệu đồng. Nhiều người nhẹ dạ cả tin mà không biết mình bị lừa khi mà vào chiều tối ngày hôm qua 11 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao PC50 Công an thành phố Hà Nội đã bắt 11 đối tượng tình nghi, tất cả đều có quê quán ở Quảng Nam và còn khá trẻ. Theo thông tin ban đầu, tổng số tiền mà các đối tượng này đã lừa được là khoảng 9 tỷ đồng và đã chiếm đoạt được 2 tỷ đồng để chia nhau tiêu xài. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã lập ra 117 website giả mạo rồi gửi tin nhắn trúng thưởng đến người dùng mạng xã hội. Khi người dùng tin tưởng điền các thông tin cá nhân và liên hệ, các đối tượng này giới thiệu mình là nhân viên chăm sóc khách hàng, rồi yêu cầu khách hàng gửi mã thẻ có mệnh giá 500.000 đồng để làm 3 bộ hồ sơ gốc để nhận giải. Dù có tuổi đời còn khá trẻ và hoàn toàn không được đào tạo bài bản, nhưng các đối tượng này lại sử dụng rất thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin để lừa đảo. Em thấy có nguồn mã thẻ cào nên em lên mạng tìm hiểu người mua, rồi em thu mua của các đối tượng ở đây rồi bán lại cho người đó. Ở đây thì vì người ta không có công nhân, cũng có nhận nhân viên văn phòng cũng có, hoặc là làm kế toán rồi gì đó thì mình không biết. Nhưng nhiều người tận người nhận chứ không phải ai mới được nhận. Theo cảnh sát điều tra thì số tiền mà mỗi người bị lừa là không lớn, nhưng tính chất và quy mô của đường dây lừa đảo này là rất lớn. Và nhằm vào lòng tham của người dân, thủ đoạn mà các đối tượng đã sử dụng là hết sức tinh vi.
để dụ dỗ người dân nạp tiền vào làm hồ sơ để nhận thưởng xe máy và tiền mặt hoặc là phiếu xăng miễn phí trong vòng 1 năm. Và sau đó các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ người dân để lột tiền cái lệ phí trúng thưởng hoặc là cái phí vận chuyển, cái lệ phí VAT để chiếm đoạt tiền của người dân. Bằng những thủ đoạn trên, Khoa và các đối tượng trên đã tiêu thụ khoảng 9 tỷ đồng tiền thẻ nạp điện thoại. Riêng nhóm lừa đảo này chiếm đoạt được 2 tỷ đồng và chia nhau tiêu xài. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực điều tra mở rộng vụ việc, vì đây không phải là nhóm đối tượng duy nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Như vậy là cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 100 website giả mạo lừa đảo trúng thưởng với 11 đối tượng lừa đảo. Đến thời điểm này, các trang web này đã ở trong tình trạng không thể truy cập. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của nhóm phóng viên, vẫn xuất hiện những trang web khác với hình thức lừa đảo tương tự. Đối với những trang web trong danh sách lừa đảo mà lực lượng chức năng vừa phát hiện như cộng đồng mạng xã hội.com, sự kiện vàng vn.com đều không thể truy cập. Một số địa chỉ khác như dịch vụ quà.com đăng thông tin cảnh báo đến người sử dụng. Tuy nhiên, những người sử dụng mạng Internet vẫn có thể nhận được tin nhắn trúng thưởng từ các website khác như là dưới danh nghĩa là công ty Facebook Messenger và công ty Honda Việt Nam. Tin nhắn hướng dẫn cho người sử dụng vào website của chương trình là thủtucgiải.com để nhận thưởng. Hiện lên trên màn hình là trang web lấy danh là của mạng xã hội Facebook với các thông tin về trúng thưởng, giấy chứng nhận, đăng ký với các bộ ngành. Ở phía dưới, website này đưa ra yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân khi muốn nhận giải, trong đó có tài khoản mạng xã hội Facebook. Chúng còn đăng tải số điện thoại đường dây nóng để liên hệ. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên gọi đến thì chủ thuê bao không nhấc máy. Ngoài hình thức bị lừa qua mạng Internet, người dân còn có thể nhận được các tin nhắn hay là các cuộc gọi mạo danh thông báo trúng thưởng. Vậy thì những lời hứa hẹn đó như thế nào? Tại sao nhiều người dân bình thường lại trở thành nạn nhân của những giải thưởng ảo này và dễ dàng mất hết số tiền tích góp nhiều năm? Câu chuyện thực tế tại tỉnh Phú Thọ sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ sự tinh vi của hình thức lừa đảo này. Đây là số tiền mà ông Đinh Ngọc Thống, thành phố Việt Trì dùng để mua thẻ điện thoại chỉ trong một ngày. Tất nhiên không phải để sử dụng mà là trả phí cho một giải thưởng được thông báo từ một người xưng là đại diện công ty viễn thông Viettel. Sự việc đã xảy ra cách đây hơn một năm và tất nhiên ông Thống chưa thể quên câu chuyện này vì không phải tự nhiên ông lại tin tưởng giao tiền cho chúng. Nó cho cả số giám đốc, còn cho cả đường, tôi hỏi nó cho cả đường. Đường nào ở đâu coi như vậy là Đà Nẵng, xong là cho tỏa tên giám đốc một cái bộ phận ngồi lừa đấy á, là rất là đông. Có kẻ ít tuổi và nhiều tuổi, có thể là sau khi nạp cái tiền là nó gõ máy, tức là mình cào hơn đâu đọc, nó là yêu cầu đọc cái số đấy không, đọc cái số thẻ á, là nó vào máy. Nếu vào máy thì nghe cả tiếng máy gõ này là rất là chi tiết, thế mà lại rất nhiều các bộ phận. Chứ không có báo công an là ở chỗ đấy không phải ít người mà vào khoảng 4-5 người ở đấy. Thì người nó gọi người kia ông như thế là một cái văn phòng tổ chức thật. Thì thấy ông ấy thì cứ thấy ông đi mua, ông về ông nạp đấy. Thì là trong lúc hỏi mãi thì ông nạp thì đến lúc đến tối, chiều tối nơi thì bảo lên thì tôi chỉ bảo là thôi chính ông nạp phải làm gì mà số tiền nhiều thế. Thì ông cũng nói, ông vẫn giấu, ông chẳng nói gì hết. Thì tôi bảo thôi nếu thế thì mình dính lừa rồi. Đến giờ, những số điện thoại từng đeo bám ông 24/24 giờ đều ở trong tình trạng không thể liên lạc. Dù đã trình báo lên cơ quan chức năng, nhưng cơ hội để gia đình ông có thể lấy lại được số tiền đã mất không hề dễ dàng. Cái số SIM này là chủ nhân SIM là ai và hiện nay có hoạt động hay không? Đấy thì quá trình kết quả xác minh thì là các SIM này đa số khi mà sau khi thực hiện hành vi lừa đảo đã lấy tiền ở các bị hại là các đối tượng đều vứt bỏ. Thế nên chúng tôi chưa thể truy nguyên ra được đối tượng thực hiện hành vi là ai. Người ta vẫn thường tự an ủi của đi thay người mỗi khi nhà có chuyện. Nhưng vợ ông Thống vẫn không thể quên món tiền mà hai người nhiều năm dành dụm cho con cháu sau này. Tình tôi là nông thôn nên làm ra cái số tiền đấy là nó không phải là nhỏ, rất to. Vì là nông thôn đi làm nông ruộng thì nó số tiền như thế là công chức nhà nước đi làm còn tiền đấy. Chúng tôi nông thôn mà bán lúa thì nhiều lắm. Người dân tưởng là nhận được một món hời từ trúng thưởng, từ trên trời rơi xuống, thì sự thật lại trở thành những người trúng kế.
Mặc dù có quá nhiều chiêu trò lừa đảo biến tướng dưới các hình thức khác nhau, thực ra không phải mới. Do đâu mà nó vẫn ngày càng phát triển khiến cho nhiều người dùng không kịp nắm bắt. Tại sao dù đã được cảnh báo mà vẫn có nhiều người thờ ơ dẫn tới phải mất tiền? Và sau đây sẽ là phân tích của các chuyên gia chức năng về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lừa đảo trúng thưởng ngày càng có cơ hội phát triển. Theo chuyên gia kinh tế, những giải thưởng ảo với giá trị tiền mặt và hiện vật lên tới hàng trăm triệu đồng dễ dàng kích thích lòng tham từ người dân. Nhiều các cái cá nhân và tổ chức thực hiện những cái hoạt động khuyến mại ảo, dùng Facebook hoặc là dùng email để nhắn tin mang tính chất gọi là vô danh ấy, kích thích cái lòng tham, kích thích cái sự hấp dẫn của các cái khoản thưởng này để khiến người tiêu dùng là nghĩ rằng là bỏ than sắt bắt cá rô và họ sẽ thực hiện những cái hoạt động mà theo cái gợi ý hướng dẫn của những cái tin nhắn nội dung như vậy. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến tình trạng lừa đảo này lại có thể phát triển mạnh đến như vậy. Thực ra là cái mong muốn nhận được khuyến mại phần thưởng này là tâm lý chung. Dù là người giàu họ cũng có thích nhận được khuyến mại. Nhưng mà vấn đề ở đây như đã nói đó là một là cái sự kiểm soát và chế tài những cái hoạt động mang tính chất lừa đảo như vậy là không mạnh. Cho nên là nó vẫn hoạt động rất lớn khiến cho người ta cảm thấy tin. Và thứ hai là như đã nói là một cái khoản tiền nhỏ bỏ ra mà hy vọng được cái khoản lớn thì khiến người ta vẫn cảm thấy là như là một cái niềm vui. Nhưng mà rõ ràng ở đây là cần có những cái thông báo mang tính chất kết luận của cơ quan chức năng để mà cảnh tỉnh và từ đó là giảm thiểu những cái tin nhắn như vậy. Nếu như mà người dân mà không có cái không nâng cao ý thức, không nâng cao cái nhận thức của mình về cái bảo mật, về tự bảo vệ mình thì sẽ rất khó khăn trong cái việc mà phòng ngừa chống tội phạm sử dụng công nghệ cao này. Còn các nhà mạng, nhà cung cấp cần bảo vệ người dùng của mình bằng cách thường xuyên đưa ra khuyến cáo, cảnh báo về các thủ đoạn của kẻ lừa đảo, đồng thời thông tin đầy đủ về các chương trình khuyến mãi của mình. Những chiêu lừa đảo trúng thưởng được biến đổi liên tục với thủ đoạn chiêu thức ngày càng tinh vi hơn. Điện thoại, email, diễn đàn, website, v.v. Bẫy lừa đảo được giăng ở khắp mọi nơi với những miếng mồi ngon đánh trúng vào lòng tham của nhiều người. Mà lòng tham thì ai chẳng có. Do đó dù có triệt phá bao nhiêu website, bắt bao nhiêu tội phạm lừa đảo, chỉ cần bạn còn lòng tham, thiếu hiểu biết thì kẻ xấu vẫn còn cơ hội để tồn tại. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế. Ả Rập Xê Út, hơn 100 người thiệt mạng và hơn 230 người khác bị thương khi cần cầu lớn đổ sập vào thánh đường Mecca do bão cát, mưa lớn và gió mạnh. Cảnh sát Mỹ bắt giữ một nam thanh niên với cáo buộc âm mưu kích nổ một quả bom áp suất tại đài tưởng niệm vụ khủng bố 11 tháng 9 ở thành phố Kansas. Người dân tị nạn đang khổ sở trên đường tới châu Âu vẫn lạc quan tìm tới âm nhạc để nâng cao tinh thần hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Ít nhất 107 người chết và hơn 230 người bị thương khi một chiếc cần cầu trục đổ sập xuống đại thánh đường Mecca, Ả Rập Xê Út, nơi được coi là thánh đường Hồi giáo linh thiêng nhất thế giới vào hôm 11 tháng 9. Các nguồn tin cho biết chiếc cần cầu xây dựng đã đổ xuống một góc đại thánh đường nơi rất đông các tín đồ đang cầu nguyện vào thời điểm đó. Vụ việc xảy ra vào đúng 5 giờ 23 phút chiều hôm qua và là kết quả của những trận mưa lớn, gió mạnh và mưa lớn đã làm bật gốc cây và làm rung chuyển cần cầu trong khu vực. Theo thống kê mới nhất cho biết, ít nhất 107 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và 238 người khác bị thương. Giới chức dự báo con số thương vong có thể còn tăng lên. Thống đốc vùng thánh địa Mecca là hoàng tử Khaled Al-Fasha đã ra lệnh điều tra nguyên nhân tai nạn và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tôi muốn gửi lời chia buồn đến các gia đình có liên quan tới sự cố đau đớn này. Số người thương vong là quá lớn. Mong rằng các nạn nhân sẽ được đến thiên đường. Trong khi đó, các nhà hoạt động trực tuyến đã tạo ra một hashtag trên Twitter kêu gọi cư dân Mecca hiến máu tại các bệnh viện trong khu vực. Vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh thánh địa Mecca hiện đang chuẩn bị cho cuộc hành hương Hajj thường niên của người Hồi giáo. Hàng nghìn người được dự đoán sẽ đổ tới Mecca từ khắp nơi trên thế giới trong tháng 9 này. Tiếp tục thông tin về cơn bão Eta'u quét qua Nhật Bản hồi đầu tuần đã khiến lượng mưa tăng vọt, gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại miền Bắc nước này. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người mất tích cho đến thời điểm hiện tại.
Tại thành phố Kanuma, tỉnh Tochigi, nhiều ngôi nhà bị lở đất nuốt trọn khiến ít nhất một người phụ nữ 63 tuổi tử vong và một người khác chết đuối. Nạn nhân thứ ba được tìm thấy chết trong chiếc xe hơi bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Miyagi. Tại thành phố Joso, hiện vẫn còn 15 người mất tích, giảm 7 người so với thông báo ngày trước đó. Giới chức cảnh sát xác nhận 7 người bị thông báo mất tích này đã an toàn. Tính đến thời điểm này, cơn lũ đã khiến hơn 100.000 người phải sơ tán khi dòng nước lũ từ những con sông càng lúc càng dâng cao hơn, cuốn phăng hàng loạt nhà cửa, gây ra tình trạng đất lở nặng nề tại nhiều nơi. Thông tin và cảnh báo về những cơn mưa lớn gây lũ lụt vẫn được giữ nguyên tại mạn Bắc Nhật Bản. Phát biểu với báo giới tại Joso, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để nhanh chóng khắc phục các con đê bị vỡ, thoát nước càng nhanh càng tốt. Cũng trong ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản và các khu vực lân cận. Tâm chấn của trận động đất ở giữa vịnh Tokyo nằm sâu khoảng 70 km dưới mặt biển. Nhiều địa điểm tại Tokyo đã bị rung chuyển do ảnh hưởng của động đất nhưng không có báo cáo nào về thương vong. Những trận cháy rừng ở bang California của Mỹ dường như là vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại khi mà một đám cháy ở gần Sacramento, bang California đã vượt quá tầm kiểm soát và đe dọa đến cuộc sống của nhiều người dân nơi đây vào hôm qua 11 tháng 9. Ngọn lửa từ đám cháy này vẫn đang bùng lên rất mạnh mẽ vì nền nhiệt độ ở khu vực thị trấn khai thác vàng của Jackson phía đông Sacramento hiện giờ luôn dao động trong khoảng 38 độ C. Đám cháy này hiện đang đe dọa gần 6.000 ngôi nhà trong vùng và hầu hết những người dân ở đây đã được lệnh sơ tán đi nơi khác để tránh nguy hiểm. Vào hôm qua 11 tháng 9, nó đã thiêu rụi khoảng 13.000 hectare đất nơi đây, tăng gấp đôi diện tích so với những ngày trước đó. Một nam thanh niên đã vừa bị cảnh sát Mỹ bắt giữ với cáo buộc âm mưu kích nổ một quả bom áp suất tại đài tưởng niệm vụ khủng bố 11 tháng 9 ở thành phố Kansas. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Joshua Ginny Goldberg, 20 tuổi, bị bắt tại nhà ở thị trấn Orange Park, bang Florida. Goldberg bị buộc tội lan truyền thông tin về các chất nổ, vũ khí giết người hàng loạt để hướng dẫn một cá nhân khác chế tạo bom và đặt thiết bị này tại đài tưởng niệm ở thành phố Kansas, bang Missouri. Theo đó, từ tháng 7 và tháng 9, Goldberg đã liên lạc với một người vốn là điệp viên ngầm của FBI và hướng dẫn nhân vật này cách chế tạo bom áp suất chứa đinh, kim loại để đánh bom tại đài tưởng niệm 11 tháng 9 ở thành phố Kansas, bang Missouri, khi mọi người tập trung tại đây để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng. Nếu bị kết tội, Goldberg sẽ đối mặt với tối đa là 20 năm trong nhà tù liên bang. Mặc dù phải trải qua một cuộc hành trình dài và vô cùng nguy hiểm trên biển để đến được Tây Âu, nhưng mà những người dân tị nạn ở Macedonia vẫn luôn cảm thấy vô cùng lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn ở các nước Liên minh châu Âu đang chờ đón họ ở phía trước. Mỗi ngày trôi qua, lại có hàng chục ngàn người dân tị nạn từ các nước như Syria, Iraq hay Somali tràn qua các biên giới từ Hy Lạp cho tới Macedonia để đến các nước Tây Âu. Đối với họ, cuộc hành trình tìm kiếm cuộc sống yên ổn hơn, một tương lai tốt đẹp hơn, dù khổ sở, vẫn chưa bao giờ dừng lại. Đầu tiên, tôi sẽ tới châu Âu đã và sau đó tôi sẽ lựa chọn. Tôi thấy chuyến đi của tôi rất tốt, thực sự rất tốt. Tại các trại tị nạn ở Macedonia, các lều trại đã được dựng lên để cung cấp chỗ ăn ngủ cho những người dân tị nạn tới đây. Bên cạnh đó, các đường ống dẫn nước cũng đã được lắp đặt để mọi người có thể được cung cấp đủ nước cho các sinh hoạt cá nhân trước khi tiếp tục chuyến hành trình của họ. Một số người trong số chúng tôi sẽ đến Đức, một số khác sẽ đến Thụy Điển và Bỉ và sẽ đến những quốc gia khác nữa. Mỗi ngày, hàng ngàn người dân tị nạn đã đặt chân tới Macedonia. Tổ chức di cư quốc tế ước tính rằng ít nhất khoảng 850.000 người dân tị nạn sẽ vượt qua Địa Trung Hải để tới châu Âu trong năm nay và năm tới. Đối với nhiều người, điểm dừng chân cuối cùng của họ sẽ là Đức vì họ hy vọng rằng ở đây họ sẽ nộp được đơn xin tị nạn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể thấy rất nhiều người di cư vẫn tiếp tục ồ ạt đổ vào châu Âu, dù biết trước còn gặp nhiều khó khăn, kể cả phải trả giá bằng tính mạng của mình. Có lẽ vào những lúc khó khăn nhất, buồn khổ nhất, con người thường tìm đến với âm nhạc như là một cách để giúp họ quên đi những phút giây gian khổ. Và đối với những người dân tị nạn cũng vậy, âm nhạc cũng giúp cho họ nâng cao tinh thần để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Rất nhiều người Syria trong số những người tị nạn là nhạc sĩ.
họ đã dùng chính âm nhạc của mình để có thể giúp cho tinh thần phấn chấn hơn và cũng góp phần giúp cho mọi người cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn. Chúng tôi hát cho hòa bình, cho quê hương, cho mọi người và cho cả tình yêu. Chúng tôi hát cho cuộc sống này. Tuy những bài hát của ông mang giai điệu rất buồn, nhưng ông cho biết tất cả mọi người lại đón nhận nó và không mong đợi một điều gì hơn thế nữa. Cho tới thời điểm hiện tại, cuộc nội chiến kéo dài 4 năm ở Syria đã khiến cho gần 8 triệu người dân phải di cư đến những nước khác. Các trung tâm tiếp nhận quy mô lớn tại Hungary và Hy Lạp đã được Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập khi mà cuộc nội chiến ở Syria vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.